xin chào mọi người, con tên là Bả Trân. Hôm nay con sẽ kể cho tất cả mọi người nghe một câu chuyện. Đó chính là câu chuyện xin chào những người bạn dưới biển. Mình cùng bắt đầu câu chuyện. Xin chào cá nhỏ. Bạn khỏe không rồi con? Xin chào bạn sao biển. Một bạn sao thật là đẹp. Bạn cua đang làm gì thế? Một con cua. Mình nghĩ chắc chắn là các bạn và các anh chị các em á hay ăn cua. Uống qua chào bạn cá ngựa. Uống qua chào bạn sứa biển. Một bạn sứa hương. Một con vật rất là đáng sợ. Bạn khỏe không? Cá mập bé. Xin chào bạn bắt tư. Rất vui được gặp bạn cá heo. Chào những người bạn dưới biển, một ngày vui vẻ nhé. Hết một câu chuyện. Tạm biệt mọi người.